các bản tin nhanh 24/7. Diễn biến vụ nam sinh giết người đồng tính chặt xác phi tang. Sáng ngày 7 tháng 10, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người đồng tính chặt xác phi tang xảy ra vào tháng 5 2014. Theo đó, Trần Nhật Duy, 22 tuổi, bị truy tố tội giết người, cướp tài sản, và Đặng Gia Linh, 24 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang, bị truy tố về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn tòa và đề nghị luật sư bào chữa cho bị cáo Di vì sức khỏe không tốt. Bị cáo luôn cho rằng mình bị loạn thần và không hợp tác trả lời những câu hỏi mà hội đồng xét xử đưa ra. Phiên tòa sẽ được mở lại khi sức khỏe của Di được điều trị và có diễn biến tốt hơn. Vào tháng 11 năm 2015, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở sơ thẩm tuyên án Trần Nhật Di, 22 tuổi, tù chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản. Bạn gái là Đặng Gia Linh, 24 tuổi, ngụ Tiền Giang, cũng lãnh án 2 năm tù về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.